Xin chào quý vị đồng tu, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì con sẽ chia sẻ tới quý vị đồng tu và tất cả mọi người về một chủ đề mà có thể là tất cả các Phật tử tại gia ai cũng quan tâm. Đó là lợi ích khi chúng ta mở máy niệm Phật, máy giảng pháp ở trong nhà, đúng không? Thì chư Phật dạy rằng tất cả các sự bố thí cúng dường, thì sự cúng dường bố thí pháp bảo là cái bố thí cao quý nhất. Đó. Vì chỉ khi chúng ta biết cách cúng dường bố thí pháp bảo thì chúng sinh mới hết khổ đau được. Còn cúng dường tiền bạc, cúng dường bố thí tiền bạc, bố thí tài sản, bố thí các loại bố thí khác thì chỉ giảm bớt thôi, không chấm dứt khổ đau được. Và hiện tại thì tay con đang có một cái máy giảng pháp rất là bền bỉ với thời gian. Đó. Thì máy giảng pháp này con đã chép lại cả cái bài giảng của các bậc chân tu. Đó. Vào đây. Và khi chúng ta mở cái máy giảng pháp này lên thì chúng ta sẽ có được rất nhiều cái lợi ích, lợi lạc cho cả người sống lẫn người chết. Và sau đây con xin tóm tắt lại 5 cái lợi ích mà khi chúng ta mở máy niệm Phật trong nhà. Đó. Thì lợi ích thứ nhất đó là giúp chúng ta chuyển hóa năng lượng xấu thành năng lượng tốt, năng lượng tích cực, tiêu cực thành năng lượng tích cực, năng lượng chung ngôi nhà chúng ta luôn luôn tràn đầy năng lượng của sự bình an, sự an lành. Chúng ta sống ngôi nhà tràn ngập cái năng lượng thiện lành. Đó. Thì đấy là cái lợi thứ nhất. Và lợi thứ hai đó chính là giúp chúng ta loại trừ cả cái tà ma ngoại đạo, các cái ác thần ác quỷ làm nhiều hại đến chúng ta. Đó. Khi chúng ta mở cái máy giảng pháp này thì các loại tà ma ngoại đạo đều phải tránh xa, các ác thần ác quỷ đều phải tránh xa chúng ta, họ không chạm đến gần. Đó. Rồi cái lợi ích thứ ba khi ta mở cái máy giảng pháp này đó chính là giúp chúng ta cho cả vong linh, hương linh ở tại khu vực chúng ta cư trú được siêu thoát. Và đặc biệt là cả cái hương linh vong linh của cựu hiền thân tổ chúng ta, cha mẹ, ông bà, nhiều đời như chúng ta được siêu thoát về cõi này. Đó. Và cái lợi ích tiếp theo đó chính là giúp chúng ta gieo duyên Phật pháp, kiếp duyên Phật pháp với tất cả chúng sinh, kể cả quả vô hình và quả hữu hình, tất cả chúng sinh như ở cõi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cả cái loài vật nhỏ bé đều được hưởng pháp bảo này. Đó. Và cái lợi ích thứ năm mà khi chúng ta cùng dường pháp bảo này là chính là tăng trưởng cái lòng từ bi của chúng ta, khai mở trí tuệ cho chúng ta và khiến cho tâm thân tâm ta luôn an ổn, an lạc và giúp chúng ta tiến hóa trên bước đường tu tập. Đó. Bởi vì khi chúng ta phát cái lòng từ bi muốn độ tất cả chúng sinh thì chúng ta cũng như pháp này thì nó sẽ mang lại cái lợi lạc như vậy, quý vị. Đó. Và ân sư Tịnh Không cũng nói rằng chúng ta đừng có xem thường cái máy giảng kinh, máy niệm Phật này. Khi chúng ta mở cái máy giảng Phật này thì dù chúng ta đã ở đâu thì chúng sinh trong cõi, trong khoảng 40 dặm, tức là khoảng hơn 60 cây, 64 km đều được hưởng lợi ích. Bởi vì chúng sinh trong cõi vô hình họ nghe bằng tần sóng âm thanh, vị nhé. Đó. Và như vậy thì nhà nhà, người người nên thỉnh cho mình một cái máy
giảm cái niệm Phật này về trong gia đình mình. Nếu có điều kiện thì mỗi phòng ta bỏ một cái máy, phòng khách một máy, phòng thờ một máy, phòng ngủ một máy, phòng bếp một máy. Để ở đâu chúng ta cũng nghe tiếng niệm Phật, niệm Phật, niệm Tăng cả. Giống như cái cảnh thế giới cực lạc A Di Đà Phật đó. Và đặc biệt là chúng ta, đây là một món quà vô giá để chúng ta tặng cho bố mẹ, người thân, đặc biệt những người mà đang mắc các bệnh khổ. Khi họ nghe được cái bài pháp này thì họ giải phóng cái thân tâm đó, và giúp họ an lạc. Thì với cái máy niệm Phật này thì nó rất là dễ dùng. Mình chỉ cần cắm sạc vào và mình bật 24/24, và mình cứ để liên tục như vậy. Mình đừng có mở to, mình mở nhỏ 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 để cho chúng sinh thôi họ nghe. Và khi nào mình muốn nghe thì mình có thể mở to, còn bình thường mình mở âm lượng nhỏ đó. Và hôm nay thì con chỉ chia sẻ 5 lợi ích như vậy để cho quý vị hiểu. Và chúng ta phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, gieo duyên Phật pháp, cúng dường bố thí pháp bảo cho tất cả muôn loài. Và một lần nữa thì con nguyện cầu ba ngôi tam bảo từ bi gia hộ cho con và những người cầu duyên với con. Khi nghe con chia sẻ video này thì đều phát bồ đề tâm, cúng dường pháp bảo này tới tất cả muôn loài, để cho tất cả muôn loài đều được hưởng cái pháp lạc của Đức Phật để lại, để thân tâm của muôn loài được an ổn và sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi, giải phóng thân tâm mình đi về với cõi Phật. Và một lần nữa thì con xin tri ân ba ngôi tam bảo và xin tri ân tất cả quý Phật tử đã nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.